mới đây và mình đang chơi Undertale. Và mấy bạn biết Undertale là gì hả không? Là một cái game cũng hay lắm á, game RPG cũng hay lắm á. Bây giờ mình sẽ đi chơi thôi. Mình muốn là 10 giây giờ chắc không có lát đâu mà. Tại cái game này game RPG long. Game đâu có ở trời ơi, trời. Ok, first là sao bằng cái gì vậy sao? Undying, để tới. Để đây là. Oh shit. Babe. Wow me. Yeah, so mean to be a rat. Sharp states of money. Ow. It's a beak. Oh. Monday. I am. Oh shit, I'm dying, get out. I'm dying. I'm making this thing sound like I'm dying. Oh, you're pissing me off. Okay, I'm not good at you, man. Can you know me? Oh. Go, land. Go, da-da-da-da. Thank you.
Not so good. Can you get out, please? I'm fucking recording a video. Monster? Monster kitty? Okay. Yo, did you just see that? Yes, that's it. Yes, I know. I know. Now that mouse, she's some ketchup, some ammunition. Maybe I'm gonna get hope that I have my.